đồng hôn nhân 100 ngày. Tác giả: Thượng Quan Miểu Miểu. Dịch giả: Thanh Dạ. Tập 17. Ước Noãn Tâm dẫn đường, đưa Lương Cảnh Đường đến khu ẩm thực náo nhiệt ở phố Tây điên cuồng một trận. Đương nhiên, cuối cùng vẫn do Lương Cảnh Đường trả. Anh thường không có thói quen để phụ nữ trả tiền, nhưng cô lại là người đầu tiên dành trả tiền với anh, làm cho anh dở khóc dở cười. Chiếc Maybach từ từ ngừng lại phía trước khu chung cư. Lương Cảnh Đường quay đầu nhìn Noãn Tâm, phát hiện cô đang ngủ say. Khoảng thời gian này cô mệt lừ rồi, ở dưới mắt đã có thể nhìn thấy hai vết thâm màu đen, gương mặt dường như có vẻ hốc hác. Một bàn tay lớn vuốt ve gương mặt nhỏ bé ẩn trong mái tóc xõa tung của cô, nhìn có vẻ mỏng manh đáng thương. Cô rất lâu rồi không được nghỉ ngơi đầy đủ, thoải mái như một đứa trẻ, ngủ rất sâu, hô hấp đều đặn, gần như làm tan chảy tim của anh, rất muốn ôm cô vào lòng, che chở cẩn thận. Anh biết rõ tình hình hiện tại của bản thân, vốn không thích hợp nói chuyện yêu đương. Vài năm qua đi, anh quả thật chưa từng chính thức quen một người bạn gái nào, có nhu cầu sinh lý cũng giải quyết bằng cách khác. Anh cho rằng bản thân đối với phụ nữ đã không còn cảm thấy hứng thú. Khi đến lúc nghe theo sự sắp xếp của gia đình, cùng với một người phụ nữ tính tình thích hợp, gia cảnh tương đương kết hôn với nhau, thì ra không phải không có hứng thú, chỉ là chưa gặp đúng người khiến bản thân cảm thấy mình hứng thú. Từ khi cô xuất hiện trong thế giới của anh, thất kinh bát mạch bị phong tỏa của anh cứ vậy bất thình lình được đả thông, làm cho niềm vui của anh không chỉ có thành công trong công việc, còn có cô. Thậm chí cô so với công việc càng làm cho anh vui vẻ hơn. Có lẽ tình yêu thực sự bắt đầu từ cảm giác, quả thật sẽ có một người khiến cho bạn có cảm giác hoàn toàn khác. Cho dù không cần nói chuyện cười đùa, chỉ cần nhìn thấy cô ấy đã cảm thấy rất vui vẻ. Anh không nhịn được, giương tay ra nhẹ nhàng vuốt ve hai má của cô. Tình yêu từ trong anh dậy lên như một loại mầm, một khi đã nảy nở sẽ điên cuồng phát triển. Nhìn cô mềm yếu như hoa, hai cánh môi mở ra, trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, không biết bản thân đang làm gì, cứ vậy mà hôn lên. Anh chưa bao giờ căng thẳng như vậy, tim giống như từ trong lòng ngực nhảy ra ngoài. Một lát thêm một lát, nhịp đập tăng nhanh. Anh định hôn lên cánh môi của cô, đối diện đột nhiên lóe lên tia sáng chói mắt, chiếu thẳng vào xe anh. Ánh sáng kia chói lọi. Lương Cảnh Đường giang tay ra che lại, loáng thoáng nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng của một người đàn ông ngồi trong xe. Anh ta lạnh lùng nhìn anh để hả giận một phen, bấm còi inh ỏi, giống như đang cố ý khiêu khích. Nhưng anh không thể nhìn rõ mặt của anh ta, chỉ cảm thấy một cảm giác uy hiếp mãnh liệt xuyên qua anh. Noãn Tâm bị tiếng còi xe làm tỉnh giấc, lông mày nhíu lại, mở trừng hai mắt. Tim của Lương Cảnh Đường chậm một nhịp, vội vàng ngồi về chỗ của mình, trán đổ đầy mồ hôi. Anh lúng túng đến nỗi áo sơ mi ướt nhẹp. Cô tức giận lẩm bẩm, ồn quá, xảy ra chuyện gì vậy? Cô vừa hỏi xong, chiếc xe phía trước tắt đèn, tiếng còi cũng ngừng lại. Không có gì, đến nhà em rồi. Lương Cảnh Đường cố sức ổn định hơi thở, nhưng vẫn lộ ra chút căng thẳng. Noãn Tâm nhìn thấy cơ thể của Lương Cảnh Đường cứng ngắc, vẻ mặt xấu hổ, không dám quay đầu lại nhìn cô, có chút kỳ lạ. Nè, anh làm sao vậy? Mặt đổ đầy mồ hôi kìa. Cô cũng không nghĩ quá nhiều, lấy khăn giấy lau mồ hôi giúp anh, không nghĩ là đang châm dầu vào lửa. Mặt Lương Cảnh Đường đỏ đến tận mang tai, vội vàng giật lấy khăn của cô, vội vàng nói, để anh tự mình làm được rồi. Sao ngay cả anh cũng quái lạ. Vâng. Nhìn xung quanh mới phát hiện đã về đến nhà rồi. Cảm ơn bữa tối của anh, em vào nhà đây, lần sau nhất định phải để em mời đó. Cô cười khẽ, Lương Cảnh Đường không tránh khỏi có chút ngơ ngác. Ừ, đi đường cẩn thận nha. Noãn Tâm vẫy tay chào tạm biệt Lương Cảnh Đường, nhẹ nhàng thở một hơi. Vừa cúi đầu tìm bớt tiền trong túi xách, coi có đủ tiền gọi xe không, vừa đi đến trạm xe buýt, đột nhiên đụng phải một bức tường người, hơi thở lạnh băng, rất quen thuộc.
Cô ngây người một lúc, có một dự cảm không lành ập đến. Sẽ không phải là... ngẩng đầu lên, lập tức tiếp đón bộ mặt lạnh băng ngàn năm không thay đổi của Nam Cung Nghiêu. Anh không nói một lời, sắc mặt khó chịu, từ trên cao nhìn xuống người cô, dùng ánh mắt bao vây cô, bày ra bộ dạng như muốn tìm cô tính sổ. Cảnh báo tự động vang lên, có nguy hiểm, có nguy hiểm. Anh tại sao lại ở đây? Anh đã nhìn thấy gì rồi? Nhìn thấy anh mím môi không nói, ánh mắt dường như càng sâu thẳm, âm u, cô không khỏi nuốt nước bọt. Thật trùng hợp, bằng không tôi ngồi xe của anh trở về nha, giờ đúng lúc tiền cũng không đủ. Xe của anh đâu? Cô chế nhạo, cười cười. Nam Cung Nghiêu nắm chặt tay cô, khóe môi lạnh băng co giật. Đúng là trùng hợp, mỗi lần ngoại tình đều bị tôi bắt gặp được. Nói như vậy, anh đã nhìn thấy rồi sao? Út noãn tâm, trò ảo thuật của cô nhiều thật. Với Ngũ Liên thì hẹn hò ở ngôi nhà bên bờ biển, Lương Cảnh Đường thì giả giờ ở đây là nhà cô. Sao nào, không muốn bị anh ta phát hiện cô đã kết hôn sao? Tôi còn tưởng tình cảm hai người sâu đậm lắm chứ. Ngay cả cô là người phụ nữ có chồng cũng không để ý. Thì ra, anh ta cũng rơi vào trong bẫy của cô. Chẳng qua chỉ là một trong những con mồi của cô. Lúc anh mỉa mai cô, anh nói chuyện đặc biệt trơn tru, một nhát liền thấy máu, toàn chọn những lời khó nghe nhất. Tôi và Lương Cảnh Đường chỉ là bạn bè bình thường thôi. Câu nói này tôi đã nghe chán rồi. Ánh mắt Nam Cung Nghiêu khinh miệt. Cô càng không thừa nhận, càng biện minh, anh càng cảm thấy cô đáng hận. Nếu như cô không muốn anh thừa nhận cô là loài phụ nữ lẳng lơ, cũng nên xử sự cho đúng mực một chút. Tại sao mỗi lần làm ra những chuyện này lại còn giả vờ bày ra bộ dạng như anh đang du oan? Noãn Tâm không còn lời nào để nói, anh nghe chán rồi hử? Cô đã giải thích đến chán đâu? Là ai mỗi lần cứ giữ lấy không chịu buông, du oan khẳng định cô ngoại tình? Nếu như anh thật sự cho là vậy, thì đừng đến tìm cô gây phiền phức, nhất định ép cô giải thích. Mà một khi cô giải thích, chỉ nhận được những lời sỉ nhục ác liệt hơn của anh. Sao nào? Không có lời đáng nói sao? Nam Cung Nghiêu lạnh lùng khinh bỉ cô. Cô biện minh, anh càng muốn sỉ nhục. Mà cô im lặng, anh lại điên tiết, cho rằng cô đang ngầm cam chịu. Anh cho rằng tôi còn có thể nói gì đây hả? Tôi là một con người, ăn cơm cùng bạn bè là chuyện rất bình thường. Anh theo dõi tôi, mỉa mai tôi còn gì đáng để nói chứ? Ăn cơm cùng bạn bè là chuyện rất bình thường, hôn nhau cũng là chuyện bình thường sao? Lúc nãy tôi không nên bật đèn xe, quấy rầy chuyện tốt của hai người. Nghĩ đến cảnh đó, hai mắt Nam Cung Nghiêu giáng một đòn đau đớn. Nếu như anh không ngăn cản, hai người họ cứ vậy mà hôn nhau sao? Tiếp theo đó, trực tiếp lên thẳng giường. Hoặc là hai người đó đã sớm lên giường với nhau. Người phụ nữ phóng túng như cô lên giường với người đàn ông khác, đối với cô mà nói một chút cũng chẳng nhầm nhò gì. Hôn nhau? Noãn Tâm thật bội phục trí tưởng tượng và bản năng sỉ nhục người khác của anh. Anh nói bậy gì đó, lúc nãy tôi ngủ sai mà. Là ngủ sai thật hay giả vờ ngủ sai để anh ta hôn cô hả? Trò chơi lạc mềm buộc chặt này chơi đến mức thuần thục rồi ha. Lúc nãy khi anh ta định hôn cô, tôi nên làm tròn trách nhiệm của một người chồng, nhắm một mắt, mở một mắt để mặc cho hai người ngoại tình. Anh ấy hôn tôi, làm sao có thể chứ? Trời tối vậy, nhất định anh đã nhìn nhầm rồi. Tôi nhìn nhầm? Noãn Tâm, cô cho tôi là người mù hay kẻ ngốc? Gần như vậy, tôi có thể nhìn nhầm sao? Tôi... Noãn Tâm hoàn toàn không còn lời nào để nói. Nam Cung Nghiêu bảo thủ, cao ngạo, cố chấp, chứ không muốn nghe cô giải thích. Cô đã từng trải qua nhiều lần trùng hợp vậy, làm sao vẫn ngốc để có ý biện minh cho chính mình chứ? Từ khi vào Hoàn Cầu, mỗi ngày cô đều đầu tắt mặt tối, mệt muốn chết, đã không còn sức đáp trả lại những lời công kích cố tình gây sự của anh. Anh còn lời nào muốn sỉ nhục tôi, mau nói cho hết đi, tôi rất mệt, muốn về nhà.
coi như tôi cầu xin anh đi. Cô hạ mình cầu xin, ánh mắt ảm đạm, ẩn trong đó có chút ương ước, giống như một đứa trẻ chịu uất ức, làm cho đáy lòng Nam Cung Nghiêu có chút không đành lòng. Thực ra anh cũng không muốn cãi nhau, không muốn khiến bản thân trở nên chua ngoa. Chỉ là mỗi lần gặp phải chuyện này, anh không cách nào khống chế cảm xúc chính mình, muốn ầm ĩ ngay với cô. Cho dù cãi nhau xong cũng không làm cho lòng anh dễ chịu chút nào. Ngược lại, lửa giận càng lớn. Anh không muốn nhìn cô, hất tay cô ra tự mình lên xe. Nhìn thấy cô vẫn còn đứng yên tại chỗ, cúi đầu thấp, không khi nhẫn ấn thêm vài tiếng còi thúc giục. Tối nay muốn ở lại đây sao? Nón Tâm lặng lẽ lên xe thắt dây an toàn. Khuôn mặt lạnh băng của anh làm cho mây đen che phủ trong xe áp suất rất thấp. Trong lòng hai người đều tràn ngập một cảm giác ngạt thở mạnh mẽ, hết hơi. Cô mở cửa sổ, gió từ bên tai gào thét thổi qua nhưng cũng không làm cho cô tốt lên chút nào. Đột nhiên, cô cảm thấy sống như vậy rất mệt mỏi, giống như bị đẩy vào trong một cái vực sâu không đáy. Cả thế giới đều là một màu đen tối, không nhìn thấy một chút hy vọng. Thực sự không biết sống thế này rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ. Tâm điểm của sự chú ý. Mặc dù đêm trước nhìn những lời mỉa mai của Nam Cung Nghiêu làm cho ngủ không được ngon, nhưng đến ngày thứ hai, Noãn Tâm vẫn giật tinh thần dậy, phấn chấn đi làm. Buổi sáng có một cuộc họp quan trọng, đáng lẽ có ba người làm báo cáo, nhưng Uất Linh Lung lại ném toàn bộ lên người cô. Cũng có thể nói, cô phải làm việc của ba người. Cũng may năng suất làm việc của cô cao, hôm qua đã làm xong. 10 phút trước khi cuộc họp diễn ra, cô chỉnh sửa lại tài liệu, lại phát hiện có một tập tài liệu không thấy đâu. Không lẽ rớt trên xe của Lương Cảnh Đường sao? Cô vội vàng gọi điện thoại cho anh, không ai nhận. Gọi lại cũng không ai nhận. Cô hoảng loạn. Tập tài liệu đó là tập tài liệu quan trọng nhất trong cuộc họp sáng nay. Đã dạy số liệu trên tập tài liệu đó rất nhiều, cô không thể nhớ hết. Cô vẫn nỗ lực làm việc, cố gắng tránh phạm phải sai lầm. Do đó càng làm cho Linh Lung ghét cô, không tìm được bất kỳ chỗ sai nào trong công việc. Nếu như không có tập tài liệu đó, chết chắc. Cô lại tiếp tục gọi cho Lương Cảnh Đường. Từ đầu đến cuối vẫn không ai bắt máy. Các đồng nghiệp đã bắt đầu bước vào phòng họp rồi. Linh Lung thúc giục. Con đứng đó lề mề cái gì? Hôm nay cô phải báo cáo. Sao nào? Không có năng lực đó hả? Nói sớm đi. Tôi sẽ đến ngay. Noãn Tâm đành phải sắp xếp lại phần tài liệu còn lại. Căng cứng da đầu bước vào phòng họp. Những điều kiện cần nói đến trong buổi họp, cô đều giải thích rất rõ ràng, cho nên một nửa tiến hành rất thuận lợi. Linh Lung càng nghe càng chán. Lúc này có người ở bên tai cô ta thầm thì điều gì đó. Cô ta nở nụ cười kỳ lạ, không chút lễ phép, cắt ngang lời cô. Những điều cô nói chỉ toàn là nói suông. Tôi muốn số liệu. Noãn Tâm sững người. Cô dám đánh cược với cái đầu bà đậu của Linh Lung, căn bản ngay cả số liệu là gì cũng không biết. Chỉ là bên cạnh cô ta có quân sư muốn lấy lòng nên cố ý chỉnh cô mà thôi. Cô dựa theo trí nhớ nói những điều này, nhưng những giây sau một chút cô cũng không nhớ, đứng im tại chỗ không biết phải làm sao. Uất Linh Lung bắt lấy cơ hội, đang định bắt chẹt cô, một bà cô quét dọn gõ cửa đi vào, giãy tay với Noãn Tâm. Cô vội vàng đi qua. Có chuyện gì sao? Có một anh chàng rất đẹp trai, bảo tôi đưa cái này cho cô. Bà cô quét dọn còn có tâm tình nháy mắt với cô. Rất đẹp nha. Noãn Tâm vừa nhìn là biết tập tài liệu, vui mừng không ngớt. Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Còn ở bên ngoài, tôi phải ra nói chuyện phím với cậu ấy đây. Cô cố lên nha. Uất Noãn Tâm, cô đang làm cái gì đó? Ai cho phép cô trong cuộc họp nói chuyện với lao công chứ? Uất Linh Lung vô cùng không vui chất vấn. Không có gì. Có tài liệu rồi. Noãn Tâm tràn đầy tự tin, khóe miệng nở nụ cười. Lúc nãy làm phiền thím quét dọn sao chép giúp tôi một ít tài liệu. Cô muốn số liệu toàn bộ ở trong này. Mặt của Linh Lung đen thui. Nhiệm vụ của bà ta là quét dọn. Cô có tư cách gì kêu bà ấy làm chuyện tạp nhạp này? Tôi cũng không biết tôi đã cầm tiền lương của 10 người.
Út Noãn Tâm! Linh Lung nghiến răng nghiến lợi. Tại sao cô không thể chỉnh cô ta? Hôm nay không dễ dàng gì mới có cơ hội. Cuối cùng cũng để cô ta chạy thoát. Vô cùng xin lỗi, lúc nãy đã xảy ra chút sự cố. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục bài báo cáo. Không cần thiết, bài báo cáo nhạp nhở của cô ai muốn nghe chứ? Linh Lung đứng dậy, mặt thối bỏ đi, tức anh ách, bộ dạng như ta đây là chị hai. Những nhân viên khác quay mặt nhìn nhau, cũng cảm thấy cô ta làm vậy có chút quá đáng. Mặc dù không biết cô ta tại sao lại nhắm vào Noãn Tâm, nhưng ân oán cá nhân, tự giải quyết là được. Có cần thiết quậy đến mức cuộc họp cũng không thể mở chứ. Đây chính là cuộc họp quan trọng nhất trong mỗi tuần. Mặc dù làm việc có chút nhàm chán, bọn họ cũng hù theo chỉnh Noãn Tâm, lấy đó làm niềm vui. Nhưng luật sư dù sao cũng là công việc chính, bọn họ vẫn có lòng cầu tiến, muốn nỗ lực làm việc mà. Nhìn thấy cả phòng họp im ắng, những người khác cũng không chạy theo tân bốc cô ta. Linh Lung quay đầu lại, tức giận như sư tử cái. Các người còn ngồi đó làm gì hả? Tan họp rồi! Tan họp, mọi người quay trở về làm việc. Phó phòng hòa giải mọi thứ, làm dịu bầu không khí. Ước Noãn Tâm bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết trong đầu Nam Cung Nghiêu có bị ngập nước hay không? Cứ vậy để cho loại yêu nghiệt này làm trưởng phòng, muốn bộ phận luật sư bị diệt vong sao? Với tính tình như vậy của cô ta, không biết những người này có thể nhẫn nhịn cô ta được bao lâu? Mang tài liệu ôm trở về bàn làm việc, Noãn Tâm vội vàng đi ra ngoài. Lương Cảnh Đường đang đứng ở cửa, nghe bà cô quét dọn nói chuyện bát quái thường ngày ở nhà. Đôi lúc gật đầu, khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn nở nụ cười dịu dàng. Anh đúng thật là bảo bối của phụ nữ. Nhìn thấy cô đến, Cảnh Đường khách sáo chào tạm biệt bà cô quét dọn đi về phía cô. Tàn hợp nhanh vậy sao? Vâng, cảm ơn anh, nếu không em gặp quả lớn rồi. Lần sau chú ý chút, đừng có dứt lung tung là được. Hôm qua em nói mời anh ăn cơm, còn tính không? Tất nhiên vẫn tính rồi. Noãn Tâm lướt nhìn qua đồng hồ. Cũng sắp đến giờ nghỉ trưa, anh muốn ăn ở đâu? Thời tiết quá nóng, ăn ở công ty đi. Thiếm quét dọn mạnh mẽ giới thiệu, nói thức ăn ở công ty em rất ngon. Đúng là rất ngon, chỉ là... Anh quá tỏa sáng, nếu như cùng anh ăn cơm, không biết chừng lại đồn thổi ra chuyện nhảm nhí gì đó, nhất là những nhân viên công sở, lo sợ thiên hạ không loạn. Nếu như em cảm thấy không tiện, có thể đổi địa điểm khác. Không có, tiện mà. Noãn Tâm cười nhạo chính mình, từ khi nào lại trở nên nhát gan vậy chứ? Ngay cả ăn cơm với bạn bè, cũng phải ngần ngại chuyện này, lo lắng chuyện kia. Người khác muốn nói gì, thì cứ để bọn họ nói. Ai có quyền ngăn cản cô quen biết bạn bè chứ? Hơn nữa buổi sáng nghe các cô tám Nam Cung Nghiêu ra ngoài dự họp rồi, cũng có thể thoát khỏi nguy hiểm đụng phải anh ta. Nghĩ như vậy, trong lòng cô thoải mái không ít, mỉm cười. Muốn ăn gì nào, cứ tự nhiên. Y như Noãn Tâm đoán, hình ảnh cô cùng Lương Cảnh Đường xuất hiện ở nhà ăn, lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Những đồng nghiệp nam, đồng nghiệp nữ, đặc biệt là đồng nghiệp nữ, bàn tán xôn xao. Hai ngày trước cùng tổng giám đốc ngồi chung một bàn, hôm nay bên cạnh lại có thêm một người đàn ông đẹp trai. Người đàn bà mặt mũi xấu xí này, vận khí không phải quá tốt rồi sao? Rốt cuộc có gì hấp dẫn chứ? Anh chàng đẹp trai đang nói chuyện ở bên cạnh cô ta, gặp gỡ như thế nào? Là nhân viên mới sao? Khí chất có cần tốt đến vậy không chứ? Nói là tổng giám đốc cũng sẽ tin. Cả bộ phận luật sư đương nhiên nhận ra Lương Cảnh Đường, càng nổ ra khốc liệt hơn. Đó không phải là luật sư hàng đầu trong giới luật sư, giá trị con người cực cao Lương Cảnh Đường sao? So với trên truyền hình còn đẹp trai hơn, rất có phẩm chất quý tộc nhà. Anh ta làm sao có thể ở cùng với Noãn Tâm chứ? Hai người còn nói cười với nhau. Hai người không phải là người yêu chứ? Tôi khinh một đại luật sư danh giá với một nhân viên bốn mắt nhỏ bé. Tôi không tin có chuyện yêu đương gì đâu. Mấy người bàn tán cái gì, còn không ăn cơm? Mắt của Uất Linh Lung nổi lửa bừng bừng, chỉ có thể trút lên cấp dưới. Làm việc sao không thấy mấy người chăm chỉ như vậy?
Một người, hai người, bác quái muốn chết, vậy mà có thể làm luật sư sao? Phó phòng cố gắng giải thích. Chị Linh Lung, xin lỗi, chúng tôi không phải. Im miệng, tôi không muốn nghe anh nói. Vài người đưa mắt nhìn nhau, đối với cô ta tràn ngập bất mãn. Lúc đầu cô ta thường xuyên mời ăn uống hát karaoke, bọn họ cho rằng cô ta là người rất tốt. Sau này mới phát hiện chỉ muốn lôi kéo bọn họ để cô lập Noãn Tâm thôi. Không chỉ vậy, cô ta bây giờ còn thường xuyên trút giận lên người bọn họ, cảm giác lúc trước đều là giả. Thời gian dài, đuôi hồ ly tinh cũng từ từ lòi ra thôi. Đại tiểu thư khó hầu hạ, nhân phẩm cực kỳ kém, bọn họ sắp không chịu nổi rồi. Nè, không phải em mèo khen mèo dài đuôi nha, thức ăn ở công ty em ăn rất là ngon, đặc biệt bổ dưỡng. 3 món xào, 1 món canh còn miễn phí, là fan hâm mộ của cả công ty đó nha. Lương Cảnh Đường trêu chọc. Lúc trước ở văn phòng luật sư, không phải đã để em chịu ức ức rồi sao? Em không có ý đó. Anh chỉ đùa thôi. Chẳng qua anh cũng cảm thấy nhà hàng ở gần chỗ chúng ta mùi vị cũng chẳng ra sao. Sau này đổi chỗ, em nhất định phải giúp anh tìm địa điểm có nhiều món ngon một chút nha. Được thôi, giao hết cho em. Noãn Tâm vỗ ngực, đặc biệt trượng nghĩa. Nhìn thấy đồng nghiệp của Noãn Tâm ngồi ở một bàn khác, Lương Cảnh Đường hỏi, có phải em bị cô lập rồi phải không? Hả? Rõ ràng đến vậy sao? Noãn Tâm bối rối cúi đầu thấp xuống. Không có đâu, không phải hôm nay anh ở đây sao? Cho nên em không qua bên kia ngồi. Hờ, nếu như em xuất sắc hơn người khác một chút, người khác sẽ ghen tị với em. Còn nếu em xuất sắc hơn người khác rất nhiều, người khác sẽ hâm mộ em. Đây chính là sự khác biệt. Dần, em biết rồi. Em sẽ cố gắng mà. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Trong lòng Cảnh Đường thầm sung sướng. Nghe cô mê mẩn kể lại một số vụ án đặc biệt thú vị, anh cảm thấy rất vui. Có lẽ thích một người chính là cảm giác này, rất muốn ở cùng cô ấy, rất muốn nghe cô ấy nói. Nhìn cô vui vẻ, bản thân mình thấy vui hơn. Đang lúc tán gẫu vui vẻ, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói không mấy gì vui, vô cùng bá đạo. Ngồi cùng không ngại chứ? Cái thìa canh trong tay Noãn Tâm liền rớt xuống đĩa, mặt như đóng tro. Sẽ không thảm như vậy chứ? Không phải nói anh đi dự họp sao? Ai cung cấp tin dịch vậy? Cuộc diện càng trở nên đặc sắc, nhân viên tham gia xem cuộc chiến ngày càng nhiều. Hai người đàn ông tranh giành một người phụ nữ, đã vậy một người còn là tổng giám đốc, thực sự rất đáng lo ngại nha. Tuy rằng ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng gần như tràn ngập mùi thuốc súng, quá căng thẳng, quá phấn khích rồi. Nhưng mà nhân vật chính có cần xấu đến vậy không chứ? Như con đà điểu rụt cổ vậy, cô ta là kẻ ngu ngốc nữa. Lương Cảnh Đường phản ứng nhanh hơn Noãn Tâm một bước. Đương nhiên là được. Nam Cung tổng giám đốc vô cùng vinh hạnh. Nam Cung Nghiêu lấy tư thế tôn quý thanh lịch ngồi xuống, trên mặt mang theo một nụ cười nhạt, liếc nhìn Noãn Tâm. Quốc luật sư là bạn của Lương luật sư sao? Tại sao từ trước đến giờ chưa nghe qua? Có người bạn lợi hại đến vậy, sao không đề cử với công ty? Như vậy không được đâu nha. Khi Noãn Tâm nghe vào, những lời đó lại biến thành: không phải cô nói cô và Lương Cảnh Đường chỉ là bạn bè thôi sao? Bây giờ người ta tìm đến cửa rồi đó, cô muốn giải thích gì nữa đây? Người đàn bà lẳng lơ. Cô cúi đầu ngượng ngùng trả lời: tôi làm gì có cơ hội gặp được tổng giám đốc như anh. Cảnh Đường nhận thức sâu sắc mối quan hệ của hai người có gì đó không đúng. Nam Cung Nghiêu tuyệt đối sẽ không đặc biệt gì anh đi đến đây một chuyến. Nhưng anh vốn không hiểu rõ ngọn nguồn trong đó, đành im lặng âm thầm quan sát. Lương luật sư quá vinh danh. Tôi mấy lần phái người đi mời, anh đều từ chối chức vụ trưởng phòng, cứ như không để hoàng cầu trong mắt. Nếu như không có hẹn với Út luật sư, chắc hẳn sẽ không đặt chân đến hoàng cầu đâu nhỉ. Nam Cung tổng giám đốc hiểu lầm rồi, do công việc quá bận rộn, không thể phân thân. Quý nhân bận rộn còn có thời gian tán gẫu,
Chẳng lẽ gần đây công việc làm ăn ở văn phòng luật sư không được tốt sao? Noãn Tâm thầm trừng mắt với anh, lời anh nói có cần khó nghe đến vậy không? Đổi lại người khác nói công việc làm ở Hoàng Cầu không tốt, xem anh nghĩ như thế nào? Văn phòng luật sư đúng thật, không có chuyện gì quan trọng. Nếu như Nam Cung Tổng Giám Đốc không để ý, không biết có thể cho tôi một cơ hội đến Hoàng Cầu nhậm chức. Noãn Tâm nghe như bị sét đánh ngang tai, ngẩng mạnh đầu lên khiếp sợ nhìn anh. Còn Lương Cảnh Đường vẫn mỉm cười, không chút gợn sóng. Nam Cung Nghiêu không nghĩ đến anh ta bất thình lình nói ra lời đề nghị này. Vì một người phụ nữ, anh ta có thể đi đến bước này sao? Nhưng anh che giấu rất tốt bộ dạng ngoài ý muốn của mình, nở nụ cười. Cửa lớn của Hoàng Cầu mãi mãi mở rộng ra với anh. Chỉ là trưởng phòng đã chọn được người, thêm một luật sư cũng chẳng sao. Chỉ là không biết Lương luật sư có dám chịu thiệt. Anh ngoài mặt khách sáo, sau lưng lại tàn nhẫn đánh anh ta một quân. Anh muốn xem anh ta vì người phụ nữ này hy sinh được bao nhiêu. Nhận được sự yêu mến của Nam Cung Tổng Giám Đốc, tôi vô cùng vui mừng. Cảnh Đường không suy nghĩ thêm mà đồng ý. Não của Noãn Tâm vẫn còn ngây ngốc, hoàn toàn không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Anh làm có thể thoải mái như vậy mà trở thành nhân viên của Hoàng Cầu, đã vậy còn là chức vị tầm thường. Nam Cung Nghiêu đương nhiên nổi lửa, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Ngược lại lễ phép nở nụ cười, vô cùng có thành ý bắt tay với Lương Cảnh Đường. Hoan nghênh anh gia nhập, tôi còn có việc, không quấy rầy hai người dùng bữa. Liền đứng dậy, quay người, sắc mặt lạnh lùng trở lại. Chứng kiến một cảnh ấn tượng, tất cả mọi người nói không nên lời. Duy nhất một điều trong đầu rõ ràng, Hoàng Cầu sắp sửa có thêm một người mà cả ngàn người đắm say. Xem ra, giang hồ lại sắp nổi lên một trận phong ba bão táp đầy khủng bố rồi. Lương Cảnh Đường, đợi, anh đợi chút đã. Lúc anh định lên xe, Noãn Tâm đuổi theo anh, mệt đến thở hì hà hì hục, gấp gáp đến nỗi không đợi được phải nói ngay. Lúc nãy anh đang đùa phải không? Câu nào vậy? Đến Hoàng Cầu làm việc. Anh nghiêm túc đó. Não của anh không phải cũng không được bình thường chứ. Đường đường là một luật sư danh tiếng, lại đi làm một nhân viên nhỏ bé. Nam Cung Nghiêu rõ ràng đang đào hố chôn anh. Anh làm sao có thể mắc mưu anh ta chứ? Trách nhiệm của luật sư là bảo vệ lý lẽ và sự công bằng. Chức vị như thế nào? Có cái gì khác nhau sao? Nói thì nói như vậy, nhưng... Cô vẫn rất kinh ngạc, trừ khi đầu anh bị con lừa đạp. Cô quả thật không nghĩ ra được bất kỳ lý do nào khác để một luật sư cao quý như anh phải hạ mình, chấp nhận làm một nhân viên nhỏ bé. Hoàng Cầu là một doanh nghiệp lớn, chuyện này không sai, nhưng tự mình làm chủ chắc chắn sẽ mạnh hơn làm công cho người khác gấp trăm gấp ngàn lần. Được rồi, đừng làm cho vấn đề này thêm rối ren nữa, sắp đến giờ làm rồi đó, quay trở về đi. Cảnh Đường quay ngược lại an ủi cô, cứ như người làm ra cái quyết định quan trọng đại này không phải là mình. Nhìn thấy anh đã chắc chắn với quyết định của mình, Noãn Tâm cũng không khuyên nhủ, chỉ hỏi. Anh có thể nói cho em biết nguyên nhân không? Tại sao vậy? Cảnh Đường dịu dàng như nước nhìn cô, ánh mắt kiên định, lại không cho cô bất kỳ áp lực nào. Rất đơn giản, anh muốn bảo vệ người anh quan tâm. Anh không muốn cô bị người khác ức hiếp, muốn bảo vệ nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời của cô, chỉ có vậy. Trái tim của Uất Noãn Tâm rung động. Người anh đang nói hẳn không phải là mình chứ? Cô quanh co không biết nên trả lời như thế nào. Cảnh Đường nhìn ra được tâm tư của cô, anh cũng không gấp gáp bắt cô trả lời. Anh hy vọng tình yêu của anh là thoải mái, không có áp lực nào. Ở văn phòng luật sư còn có việc, anh phải về đây, cố gắng làm việc nha. Mắt tiễn xe anh rời khỏi, Noãn Tâm cúi đầu thấp xuống, thở một hơi thật dài. Tại sao đột nhiên cảm thấy áp lực quá lớn? Tâm trạng nặng nề trở về văn phòng, đồng nghiệp nữ ngồi ở bàn kế bên lập tức thò đầu qua thăm dò, vẻ mặt hưng phấn và bát quái. Noãn Tâm! Noãn Tâm! Giọng nói mềm dịu đến nỗi hết da gà da vịt lên, vẫn quen việc cô ta danh mặt hất càm lên sai bảo cô hơn. Cô cười giễu. Có việc gì sao?
Quan hệ giữa cô và luật sư Lương hình như rất tốt nha. Chúng tôi là bạn bè. Lúc trước tôi từng thực tập ở văn phòng luật sư của anh ấy. Nhưng anh ấy đối với cô rất quan tâm, rất dịu dàng nha. Hai người là người yêu phải không? Rõ ràng trong nụ cười có chứa dao. Nếu như cô dám nói có, cô ta nhất định sẽ một nhát làm thịt cô. Tất nhiên không phải rồi. Đoạn Tâm ăn ngay nói thẳng. Lương luật sư đối với bất kỳ người nào trong công ty cũng tốt hết. Sau này cô sẽ biết thôi. Sau này? Đồng nghiệp nữ khẽ kêu lên, hai mắt sáng lóe. Ý cô nói anh ấy thực sự đến hoàn cầu làm sao? Có thể vậy. Nếu như không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Cô thực sự chẳng muốn tiếp tục trả lời câu hỏi này. Đồng nghiệp nữ suy nghĩ một hồi. Mặc dù cảnh đường đối với Noãn Tâm rất tốt, nhưng với vẻ đẹp như thế này của cô ta, có người đàn ông nào ngó ngàng đến cô ta chứ? Có lẽ giống như những gì cô ta nói, Lương Cảnh Đường bản tính trời sinh dịu dàng rồi. Anh đối với đồng nghiệp đã như vậy, đối với bạn gái, chắc hẳn không... Ngẫm nghĩ một lúc cảm thấy hạnh phúc sắp bùng nổ, nhiệt huyết sôi sục, gấp gáp không kìm được. Cô có thể cho tôi số điện thoại của anh ấy không? Việc này sợ rằng không thuận tiện cho lắm, phải có sự đồng ý của anh ấy mới được. Khi anh ấy đi làm, cô có thể hỏi xin danh thiếp của anh ấy. Ây da, cô không biết luật sư nào cũng có hai số điện thoại sao? Một số dành cho công việc, một số riêng tư. Cô ta chọc tay vào cánh tay cô, giả mặt mê đắm. Số tôi muốn là số riêng của anh ấy. Cái đó thì tôi không biết đâu. Không phải cô còn để bụng chuyện trước đây tôi đối với cô chứ? Tôi biết, tôi cũng là thân bất do kỷ thôi. Cùng lắm thì dậy đi, chuyện ngày hôm nay không cần cô giúp tôi. Cô ta rút tập tài liệu về, chớp chớp mắt. Có thể cho tôi số điện thoại được rồi chứ? Thực sự không thuận tiện cho lắm. Này, cô có cần vậy không? Cũng không phải bạn trai cô nói một chút sẽ chết sao? Đồng nghiệp nữ cứ dây dưa không dứt. Tiếng rống của Linh Lung đột nhiên từ đằng xa ập đến. Ai cho phép các người trong thời gian làm việc tán gẫu với nhau, còn không mau cút về làm việc cho tôi? Chị Linh Lung, ai cho phép cô gọi tôi như vậy? Trong giờ làm việc phải gọi tôi là trưởng phòng. Vâng, đã biết ạ, trưởng phòng. Ở trước mặt mọi người bị mất mặt, đồng nghiệp nữ tức giận và uất ức. Rõ ràng cô ta nói muốn hòa mình với mọi người, báo mọi người gọi cô ta là chị Linh Lung nha. Không biết sao lại trở mặt không nhận. Cô mang tập tài liệu quăng cho Noãn Tâm, bản thân thở hồng hộc bỏ đi. Uất Noãn Tâm! Ánh mắt như dao chiếu thẳng lên người cô. Vào đây cho tôi! Dân, trưởng phòng. Noãn Tâm bất đắc dĩ đứng dậy, trong lòng nghĩ vẫn là tài liệu đáng yêu hơn. Cô tình nguyện xử lý 100 bộ, cũng không muốn nghe Linh Lung nói một câu. Vừa đi đến cửa, bóng dáng Hương Di đột nhiên xuất hiện. Luật sư Út, tổng giám đốc tìm cô. Noãn Tâm như được ân xá, vội vàng gật đầu, nhưng nghĩ lại có gì đó không đúng. Từ trong một hố lửa này nhảy qua hố lửa khác, có gì đáng để vui mừng chứ? Có khi cái hố lửa này còn nguy hiểm hơn. Đi theo Hướng Gì và thang máy, cả một đoạn đường không nói lời nào, nhìn không chớp mắt. Noãn Tâm không tránh khỏi cảm thấy không khí có chút quái lạ. Hướng Gì tài giỏi, không nói nhiều. Điều này cô biết. Từ lúc cô ấy đợi thang máy giúp cô lần trước có thể nhìn ra, cô ấy là người rất tốt. Hơn nữa đối với cô cũng được coi là có da mặt ôn hòa. Nhưng hôm nay không biết tại sao, ở cùng cô ấy cứ cảm thấy không thoải mái. Tự an ủi mình, có lẽ là ảo giác của cô thôi. Cô ấy cũng không cần thiết xem cô là kẻ thù. Chậm chạp đi vào văn phòng tổng giám đốc. Cẩn thận tỉ mỉ nhỏ giọng báo cáo với người đàn ông đang ngồi ở phía sau bàn làm việc nghiêm túc xử lý tài liệu. Tổng giám đốc, tôi đã đến. Cả nửa ngày trời anh không trả lời, cứ như cô không tồn tại, vì thế cô chủ động. Xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không? Không có gì thì tha cho tôi, không cần thiết lãng phí thời gian của người khác. Cô thực sự chịu không nổi giày vò đâu. Ngồi đi. Ngồi.
Đây có được coi là đãi ngộ đã được cải thiện sao? Như thế nào cũng cảm thấy có âm mưu nha. Cô lo lắng cùng sợ hãi ngồi xuống, giọng yếu ớt. Tổng giám đốc, tôi đã ngồi rồi. Nam Cung Nghiêu ngẩng đầu, khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch. Mời cô ngồi, là muốn cảm ơn cô đã vì công ty cống hiến. Cống hiến sao? Còn cảm ơn? Lỗ tai của cô không có vấn đề chứ, sao cứ cảm thấy đáng sợ làm sao? Lương một năm hơn 100 triệu, chức vị trưởng phòng cũng không mời được luật sư, lại bởi vì cô chấp nhận làm một nhân viên bình thường, không được coi là cống hiến sao? Noãn Tâm, thể diện của cô còn to hơn cả hoàng cầu nha. Mỗi lời nói của Nam Cung Nghiêu rất chân thành, nhưng Noãn Tâm vẫn nghe ra được sự mỉa mai trong đó. Không, không phải vậy đâu. Vậy cô có lời giải thích khác hay hơn sao? Tôi... Noãn Tâm ngập ngừng, Lương Cảnh Đường và hoàng cầu quả thật có liên quan đến cô, về điểm này cô không cách nào phủ nhận. Mặc kệ anh nói như thế nào, chúng tôi chỉ là bạn bè, không giống như gì anh đang nghĩ. Tôi nghĩ như thế nào chứ? Nam Cung Nghiêu hỏi lại, thái độ khinh miệt. Luật sư Uất, xin cô nhớ rõ điều này. Chúng ta bây giờ chỉ có quan hệ cấp trên và cấp dưới. Cô và Lương Cảnh Đường có quan hệ gì? Tôi một chút cũng không để ý, không cần thiết giải thích với tôi. Đối ngược lại cứ như cô tự mình đa tình vậy. Đây có được coi là một cách châm chọc nói móc khác không? Noãn Tâm hoàn toàn cứng họng. Lúc trước là ai cứ khăng khăng không chịu buông tha cô và Lương Cảnh Đường, phải mang bọn họ ra bới móc chứ. Bây giờ thì sao nào? Quay mặt một cái, liền bày ra thái độ cao ngạo của tổng giám đốc, nhanh chóng phủi sạch quan hệ với cô sao? Hôm qua tại sao anh không nói như vậy chứ? Chơi trò diễn gai đà nhân cách vui lắm sao? Tôi biết rồi. Nếu như không còn chuyện gì khác, tôi ra ngoài đây. Cô đứng dậy đi được vài bước, sau lưng truyền đến giọng cảnh cáo như âm hồn không tan của anh. Điều 235 trong Bộ Luật Nhân sự có ghi rõ, cấm các nhân viên yêu đương lẫn nhau, nếu không cả hai sẽ bị sa thải. Cô là luật sư, chắc hẳn hiểu rõ ý nghĩa của những quy định này chứ. Noãn Tâm nhất thời chán nản, chỉ mỉm cười không nói lời nào. Cảm ơn Tổng Giám Đốc đã nhắc nhở, tôi sẽ luôn ghi nhớ. Quay người, cố gắng kiềm kích động tông cửa ra, bước thật nhanh. Rõ ràng là anh ép cô đến công ty làm việc, bây giờ lại lấy việc sa thải ra uy hiếp cô. Bản thân anh không cảm thấy mâu thuẫn sao? Đồ khốn, ma dương, quả thật không muốn buông tha cho mình mà. Nam Cung Nghiêu tựa người vào ghế da, ánh mắt nheo lại, âm mưu đen tối tràn ngập trong đôi mắt không chút gợn sóng của anh. Nếu bọn họ cho rằng có thể quang minh chính đại ở dưới cặp mắt của anh ngoại tình thì quá ngây thơ rồi. Bọn họ chẳng qua chỉ là món đồ chơi trong bàn cờ này thôi. Người thống trị thực sự là anh, Nam Cung Nghiêu. Ngày thứ hai, Noãn Tâm vẫn đi làm như thường. Vừa đi đến cửa, đã nghe thấy tiếng của các đồng nghiệp nữ ríu rít bàn luận. Ít nhiều cũng đoán ra được nguyên nhân. Quả nhiên có vài đồng nghiệp nữ tụ lại thành vòng tròn. Người trung tâm được dây xung quanh lại chính là Cảnh Đường. Không hổ danh là một người đàn ông nổi tiếng, làm cho tứ tiểu mỹ nhân có thói quen đi trễ nửa tiếng cũng phải đến sớm 10 phút, cũng chỉ có sức hấp dẫn của anh mà thôi. Luật sư Lương à? Không, Cảnh Đường. Một cô gọi tên của anh y như tiếng mèo kêu, nũng nịu. Bình thường anh thích môn thể thao nào vậy? Trượt tuyết. Trượt tuyết? Tiếng thét nghe chói tai. Thật trùng hợp nha, tôi cũng thích trượt tuyết đó. Thôi đi cô nương, năm ngoái công ty tổ chức đi trượt tuyết ở núi Alps là ai liên tục ngã như chó ngáp phải phân, mất mặt ra tận nước ngoài. Ai cần cô lo, cô cho rằng cô trượt tốt lắm hả? Tóm lại so với cô tốt hơn. Cảnh Đường, bình thường anh thích lên mạng chơi game online nào nhất? Ma thú, thiên hạ tam? Tôi không có sở thích chơi game online. Lập tức có một câu truyền đến.
Đúng đó, chơi game online rất có hại cho mắt. Tôi rất ghét đàn ông chơi game online. Đám phụ nữ này có thể không giả vờ, không chủ động một chút không? Noãn Tâm không nói tiếng nào, cũng không muốn tham gia, lặng lẽ đi về bàn làm việc của mình. Nhưng Lương Cảnh Đường liếc một cái đã nhìn thấy cô, hai mắt sáng bừng, đột phá từ trong đám mỹ nhân chạy đến trước mặt Noãn Tâm. Chào. Chào. Noãn Tâm mỉm cười gật đầu, suýt chút nữa bị những ánh mắt ghen ghét phía sau anh tiêu diệt. Rất thức thời, cô cúi đầu xuống. Em phải làm việc. Ăn sáng rồi hả? Vâng. Lúc trước ở văn phòng luật sư, em không ăn sáng, cũng nói ăn rồi. Đến 10 giờ, bụng đói đến mức kêu ọng ọc lên. Lưng Cảnh Đường như có ma thuật biến đâu ra một cặp lòng cơm và sữa. Bên trong có sandwich do chính tay anh làm, còn có sữa nữa. Thinh tinh không thể chối từ, Noãn Tâm đành phải nhận lấy. Cô có một loại dự cảm. Thảm họa của việc Lương Cảnh Đường đến đây so với việc Uất Linh Lung được làm trưởng phòng còn lớn hơn. Cái mạng nhỏ của cô sắp không giữ được rồi. Nhìn thấy trên bàn chất đầy tài liệu, anh chủ động giúp cô. Em ăn sáng trước đi, những việc này giao cho anh. À, không cần đâu, một mình em làm được mà, thật đó. Để anh làm. Lương Cảnh Đường rất kiên định ôm hết đống tài liệu. Lúc này đám nhân viên nữ ở phía sau anh đang nhìn chằm chằm Noãn Tâm xông đến trước, cống hiến ân cần với Lương Cảnh Đường. Không cần phiền đến anh đâu, để chúng em tự mình làm được rồi. Hai ba đợt liền mang những tài liệu thuộc trách nhiệm mình lấy lại hết, hoàn tất việc phân chia tài liệu. Lương Cảnh Đường nghiêng đầu lém lỉnh nháy mắt phải với Noãn Tâm, lúc này cô mới hiểu ra. Thì ra anh đã đoán từ sớm bọn họ sẽ có phản ứng như vậy, cố ý làm như thế. Không ngờ anh cũng có một mặt tâm kế đến vậy nha. Uất Linh Lung cũng đi làm, gặp tình cảnh này lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Cơn tức giận trong chốc lát tăng giọt, chất vấn gay gắt. Những tài liệu này là việc cô ta phải giải quyết, các người cầm lấy làm gì hả? Ngại Lương Cảnh Đường ở đây, đám nhân viên nữ đành phải cứng rắn chống đỡ. Hôm nay rất chán, chúng tôi có thể tự mình giải quyết. Đúng đó, đúng đó. Những vụ án đơn phương này vốn do tôi follow, lúc cô ấy tạm thời tiếp nhận có vài chỗ không được rõ ràng, rất dễ mắc lỗi. Dần, tôi cũng lo lắng điểm này. Nhìn thấy bọn họ từng người một đào ngũ, Uất Linh Lung nổi lửa. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Noãn Tâm và Lương Cảnh Đường đã sớm chết trăm ngàn lần rồi. Người đàn ông này rất đẹp, rất có khí chất, đạt tiêu chuẩn kén chọn chồng của cô. Nếu như anh ta theo đuổi cô, có lẽ cô sẽ suy nghĩ cùng anh qua lại. Đáng hận là anh ta lại cùng một chiến tuyến với Noãn Tâm. Nếu đã như vậy, anh ta cũng là kẻ thù của cô. Cô muốn hai người đó không được chết tử tế. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tiểu thuyết Hợp đồng hôn nhân 100 ngày tập 17. Xin mời quý vị đón nghe tập tiếp theo tại truyện audio Lê Duy Chuyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.